Nè Phú, con nói trước đi con. Cảm ơn bà Thanh Nhàn, con cảm ơn cô Thủy. Rồi con nói đi mày hãy ấy, cảm ơn bà Thanh Nhàn. Nói đi con. Con không biết à, nhưng con tập nói cho nó ngoan nè. Ai cho mình biết cái gì mình phải biết cảm ơn nha con ấy nha. Nói con cảm ơn cô Thủy. Con cảm ơn cô Thủy. À, con cảm ơn bà Thanh Nhàn. Rồi, giỏi. Con đi con lên nó ngồi cho anh với Hiếu. Trời ơi, Linh sao ngồi với Hiếu? Được, được, được. Linh nó bự muốn chết cho nhỏ ngồi sao chứ. Lên, lấy vô giữa nè. Rồi, một đứa lên mui. Hiếu lên mui. Hiếu đùa. Thôi để cô lên mui ngồi cho. Bây giờ sao ta còn 1, 2, 3, 4. Sao chú Hiếu? Ở đây chú Hiếu cô cũng có thể chứa được một đứa nữa, đứa nhỏ nữa, đứa còn nhỏ gái nữa mà. Hả? Con ơi, Tú. Lên đây. Lên trên chút với anh đi. Đúng vô à. Đó. Chim cực nhóm nhóm tí nó mỏi đỡ mỏi. Rồi nè, lấy cái đít vô nè. Lại cho bé nó vô ngồi với ngồi lên nhỏ. Tú con ngồi lên đùi của anh hai đi. Bây giờ Sang sẽ đưa năm đứa nhỏ đi ra ngoài chợ để đi sắm đồ. Rồi. Tại vì mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ quá, nó không có xài tiền được, cho nên nó Sang phải đi mua quần áo cho mấy đứa nhỏ, cũng như mua lương thực để cho Tết nó có quà ăn. Thì còn bốn đứa ở nhà, còn cái đứa cháu Vĩnh mới đi đâu chơi rồi chưa có về. Con nhớ nha, bây giờ làm sao tìm cho con Vĩnh để mua sắm đồ cho nó luôn nè. Thằng Vĩnh nó đi du lịch rồi. Sao con? Thằng Vĩnh nó đi du lịch rồi. Vĩnh nó đi đâu? Ừ, đi chăn vịt hả? Chăn vịt hả con? Mấy? Dạ. Chăn vịt ai cho ai? Cho cậu hai. Chăn vịt cho cậu hai hả? Bây giờ con biết chỗ nó chăn vịt không? Không biết nữa. Bây giờ con có số điện thoại bên cái chỗ mà nó chăn vịt không? Không. Nó chưa có điện thoại nữa. Vậy là Vĩnh đi chăn vịt ngày được nhiêu tiền hay là đó, đi tiếp không à? Đi phụ không, không có tốn không có được nhận lương hả? Bữa nay bác Sang hổ thật mấy đứa này nha, nói thiệt cho bác Sang nghe này nha, không có đứa nào được nói dốc hết đó. Nhỏ nhất nói trước nè, chuẩn bị nghe câu hỏi nha. Bây giờ bác Sang hỏi từng đứa nha, hỏi đứa nào đứa đó trả lời nha. Bây giờ tụi con có muốn bác Sang giúp cho con, tụi con đi cái chỗ mà ăn học sung sướng không? Muốn không? Nhưng muốn. Muốn không? Học thành phố vui lắm. Muốn không mấy? Muốn hả? Muốn rồi, cảm... muốn học ở trên trường này nè. Học ở trên trường này. Dạ. Còn Cẩm Tú? Con cũng muốn học ở trên trường này. Học ở trên trường này, nhỏ không lên trường trên Sài Gòn học hả? Học ở trên trường này mà bây giờ con học ở đây người ta đâu có giữ bán chú đâu. Mỗi ngày tụi con về nhà như vậy thì ai chăm sóc tụi con? Tụi con gái nữa, nửa lớn lên là đã có chuyện gì sao? Con hiểu không? Rồi. Con. Giờ con có muốn bác Sang giúp cho con ở chỗ ăn học đàng hoàng không? Chứ đừng có khổ nữa không? Phú. Muốn cho hai đứa em đi học. Con biết chữ rồi hả? Mà con cũng phải nên học nữa. Con học nhiều thì sau này nó đỡ cho con. Cái tương lai của con quá khổ. Con hiểu không? Phú. Con hiểu vậy mà bây giờ con có muốn bác Sang giúp cho con đi tới cái chỗ nào ăn học cho nó đàng hoàng, cho nó sướng bản thân con mà sướng cho em con luôn nữa không? Muốn không?
muốn học trên trường này không ạ? Rồi lên sao con? Lên nó lớn lên rồi. Con cứ nói con định qua Tết đi làm không à. Nay nửa năm rồi bác Sang quay về con có gì đâu làm, con anh nằm trên võng con. Con mới làm nãy về luôn á chú nha. Nãy con đi làm, hôm nay con đang làm gì? Dạ con bước lá mai. Bước lá mai ngày nhiêu tiền? Hả? 2 giờ. Bước mấy giờ tới mấy giờ về? Tới 2 giờ chiều phải không? Đó tụi con ở nhà ơi, cơm còn không đủ mà ăn nữa, thiếu lên thiếu xuống. Đồ ăn cũng có tối ngày chứ biết ăn đó, mì gói với là trứng không à. Mí với Cẩm Tú nè, hỏi ăn gì, tìm ăn gì có hô ăn mì gói với trứng không à. Đâu biết gì đâu ăn. Đúng không? À, gật đầu. Nó có dạ chứ không có gật đầu. Quanh năm suốt tháng chỉ có biết trứng với mì gói không. Từ nào nó ra đây ăn chưa em? Từ nào nó ra đây ngồi đây ăn chưa? Rồi hả? Thí hả? Vậy là nguyên đoàn mình ai cũng sai bét hết. Vậy mà cãi nhau. Con ăn con cảm nhận thấy nó ngon không? Có vừa miệng con không? Ngon hả? Cô cũng thấy ngon. Vậy con nhớ nghe là chú Sang dặn lại nha.
đứa, nhưng mà một đứa đi chăn dịch gì đó nên chưa về, vẫn chỉ có 4 đứa thôi cô chú anh chị ơi. Thì bữa nay vẫn đi ăn gà rán với lại sinh tố. Con xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì bây giờ thì mấy đứa trẻ thì cũng đã được ăn xong rồi, giờ cũng được 6 giờ rồi. Giờ thì cô Lan dẫn bốn đứa trẻ đi vô chợ mua đồ. Thì chú Sang thì có chút việc để tới cái chỗ mà sản xuất thuốc á, để mua thuốc về, thuốc khớp, thuốc viêm mũi đâu á, để về mà cho mấy người hoàn cảnh khó khăn. Cho nên á, thì giờ cô Lan á, thì đứng ra dẫn đi vô trong mua. Thì đây giờ bắt đầu vô được con đường vô trong chợ. Mấy cái lỗ tàu đi qua, ngó qua, chớ bỏ qua, ba chúng ta xin kính chào. Đây bây giờ mình vô thử dép trước. Nè dép xinh quá trời luôn nè. Ủa thấy đôi dép này cũng đẹp rồi mà, muốn gì nữa? Dép nào? Dép của em. Dạ, vậy hả? À. Đứng xá xá vô không? Thích dép gì? Tết rồi mang mai gió đẹp, nào không nè? Sao không vừa? Chân ta bự. Nè bội, có số lớn. Nói ra thôi, nó nhỏ lắm mà. Cả mấy đứa này đâu có chữa. Nó không có xài lớn. Nè trong này xe lớn nè. Dép không, không có hoa hậu á. Mua dép có hoa hậu. Được không? Rồi để cho cô Lan ra tay ạ. Nè thích có cái đơn không? Này nè. Dịch hả? Dịch. Dịch đỏ, dịch vàng, con chọn con dịch nào? Đâu có. Bé nói chung là vừa chân là bé chịu à, không có cần con gì hết á. Chịu này nè. Chịu này không? Đâu con mang ngủ ơi. Sao không vừa con mang. Sao bữa khơi sao chặt quá vậy? Vừa y luôn. Rộng không? Rộng. Trời, rộng chưa héo. Rộng. Đâu con thử ơi, con mang. Ơi thay chụp. Cái này vừa nè. Em chọn cái nào? Chọn này. Chọn này. Rồi chọn này rồi bé này chọn nào? Lấy ra nghe chú. Rồi lấy. Lấy cho nó. Rồi. Ngồi xuống rồi, đang ngồi xuống rồi. Chân vừa không? Không vừa. Không vừa. Vừa lấy bự nữa, đang chịu màu đó. Dạ chịu nè, nè. Quá rộng rồi. Xinh lắm rồi. Được không? Vừa rồi. Vừa trong đó còn cái miếng bọc trong á. Không, không có miếng bọc. Có đâu. Con thấy rộng không? Con thấy khó chịu không? Quá trời xinh luôn. Bận thêm cái đầm này nó hộp dễ sợ. Ừ. Rồi con lựa đi, con nhìn vô đó con lựa đi, khỏi nhìn tay gì. Nhón gốc lên, thả xuống nhẹ nhẹ, nhón gốc lên. Rồi kim nhón, nhắn nữa con. Rồi mang nguyên đôi vô ra đứng đứng chú. Rồi chú, vừa chú rồi. Đây, coi, coi. Đẹp không, vừa không? Mang chiếc nữa. Xinh quá đâu, quay vòng ơi, okay. Quay vòng chú Hiếu coi ơi. Quay, tung váy rồi. Màu trắng rồi, đẹp ơi. Màu trắng vòng kìa.
bự này là được rồi nè chú. Mang đôi này mà đi về làng là không ai nhận ra luôn á, bảo đảm với em luôn. Đó. Bự hơn chú ơi, 39 nè, 38, 39 nè. Lấy đâu rồi? Nó mua kiểu khác hả? Mua kiểu khác, cái đẹp. Không, tao đòi lấy chị em giống nhau. Hai chị em xin đời. Rồi phần mình xong rồi, rồi tao xích xích qua tí cho tới. Con cảm giác chặt không? Chặt lấy bự nữa. Chặt thì bự hai size nữa đi chú. 34, 36. 36, 37. 36 lận. Lụm. Rồi. Sắc luôn. Được chưa? Con cảm giác thì dễ chịu không nha. Rồi dễ chịu. Hai đôi. Này bỏ bọc con nha. Bỏ bọc hay mang luôn? Mang luôn rồi bỏ bọc. Bỏ bọc ha. Rồi tới bé lớn mang kia. Vô đây chọn bỏ đi. Bỏ bọc chú ơi. Mùng 1 phải. Còn mấy cái bọc. Rồi xong con cởi này ra cho chú bỏ bao luôn. Ờ con gái vô đây nè con. Con gái đó thì đôi cho nó lựa đi, cho nó lựa bé là lớn rồi. Lớn hả? Lớn thì như trong. Như trong đi con. Đang nhìn kiếm cái cỡ lớn đó. Rồi con cởi giày ra cho chú bỏ đi coi. Quay hậu hay là sao, hay là hài hay là giày thể thao cho nó. Rồi cho biết nè, muốn đôi nào vô đây lựa. Một đứa thôi, còn mấy đứa kia có rồi, khỏi vô. Đó, mấy đứa kia. Nè, con bút cho chồng không muốn giày này hả vậy? Quay hậu ở trong á. Mấy quay hậu đi học luôn đó. Nhìn đi cứ thích đôi nào lấy đôi đó. Thế nè, trong này nè, quay hậu này con. Con nhìn đâu thích cái nào. Nè con đâu, cái nào em lựa cho chị coi. Đó, cái nào à? Mang đôi này. Quất con thì không? Đẹp đó. Đẹp không? Chị nghĩ kỹ chưa? Rồi ok. Để đi ra hỏi ý kiến chị coi gì chị chịu không? Con thích đôi này không? Đồ hồng. Đôi này nó không, nó mặc cái đồ ngắn ngắn đầm lỡ vẫn đẹp. Mặc quần game vẫn coi được. Dày. Cái mô hoặc thích dày phải không? Dày đâu đi em con. Để thao đúng không? Bên đây nè con. Bé này đẹp đi đâu hả? Ngoài đó đó con gì? Đôi này đúng không? Đôi trắng hay là đôi này? Đôi trắng mang cho kỹ. Đôi trắng phải mang cho kỹ nha. Đây rồi. Sậy phải không? Đây nè. Nè con thử rồi, được không? Đồng hơn số nè. Lấy ra đi chú coi số rồi chú. Lấy ra đi để chú lấy thêm số mà lớn hơn. Hai số này vừa mà chưa sọt vô. Vừa. Mở cái mở cổng dây ra. Rồi nó vừa mà. Vừa rồi, bự nữa nó lỏng lại. Mở nửa lỏng lắm. Muốn rộng thì lấy rộng cũng có. Vừa lấy cái này đi. Thôi lấy đôi này cho. Con được. Vậy con chị cầm á. Rồi đuổi cầm bịch đi. Để hồi đòi chú chứ không biết đâu ra đâu rồi. Rồi đủ chưa, đủ bồ chưa? À, anh hai có chưa? Hai mua dép hả? Mua đôi dép mũ thôi. Rồi vậy là con chịu này ha. Gái. Màu trắng. Màu trắng là mai mới kỹ. Dặn rồi. Mười ngày hả? Thì lỡ cứ dơ thì giặt, 10 ngày mình giặt. Giặt cũng có sạch đâu, nó này giặt 37-21. Ừ. Chăng không? Giặt kỹ lại tí, sạch thôi chứ. Cô mấy đâu có bóp không anh?
không ở đây anh bán hả? Ờ, anh chú coi lấy giá tốt tại mấy em cũng bên hội á, nên là đi nhìn là anh biết dạ. Này cũng đi giúp đỡ bên cái hoàn cảnh này dạ, nhiều 300. Rồi cái này 50 là 350, hai đôi của bé hai đôi 301, 300 đi là 650. Em nghe nè chị, lựa đầu cái chân chỗ điểm vàng đóng xanh cầm đi, sao con mất tiền khéo hay đó luôn đó. Chứ trong này có thằng Tâm nó dép không, nó chơi tới cơ dày rồi nó hỏi sao con mất tiền gì. Tâm mua đồng nó mua tới vàng. Dạ lấy cỡ 600 được rồi chú ơi. Dạ bớt cái coi như hước thì cỡ em cũng đỡ tí. Anh viết cho Tâm giấy đòi mấy đòi đòi nhiều nhiều quá. Tâm giấy bình thường nghe chứ anh. Dạ dạ. Nãy chị Lê có dặn gì đó. Đúng rồi, nãy giờ cộng một con. Thủy gì? Thủy không? Thủy không? Thủy. Thủy hả? Quên rồi. Bị nứt rồi. Đẹp không? Thấy thích không? Thích. Đi Tết năm sau xuống dẫn mua nữa, đi mua giày nữa ha. Ừ? Dạ. Vậy trong kia đâu còn thấu đâu. Đâu, giờ đâu. Ồ, đẹp quá trời luôn. Đẹp quá trời luôn. Rồi con mua đồ về này đẹp. Rồi con mua giày chưa? Giày này là siêu đẹp luôn. Ừ, giày con đâu? Ok. Rồi con có chưa? Có luôn. Giống luôn rồi, chị em mang xin đôi. Có mua cho anh Vĩnh không? Chưa. Chị nghe nè. Mua luôn cho anh Vĩnh đi. Để ngồi ấy. Mua đồ dép luôn. Vĩnh à? Dạ mà. Dạ. Chân con Vĩnh là sao? Vậy bây giờ vô thử cái đôi dép cho con Vĩnh đi. Nè kêu bé vô thử nè. Đi lên vô đây. Cái cửa ấy, cửa. Bây giờ đây. Đi vô mua cái đôi dép đi. Mua đôi dép cho con Vĩnh luôn đi để con Vĩnh không có. Nghe Nhân ơi. Alo, alo nha. Anh đang ở núi Cấm mới vừa chạy ra mới đi lấy thuốc hết. Dắt vô mua đi. Không. Con lửa màu nó đi thường thường là thằng Vĩnh nó thích cái màu nào? Đôi nào nó cũng mang được. Này là đôi này là số mấy vậy anh? 40. Bây giờ con lấy đại đôi này 40 đi. 40 đi nếu như mà 42 rồi. Ừ. Nếu nó 39 được rồi chú. Nó không vừa thì ngày mai con cứ ra đổ lại. Thôi chứ đừng lấy hụt. Ờ lấy 40 luôn. Ừ. Lấy 40 đi. Cái gì không ấy, ra, ra đổ lại con nhớ đừng làm sình cái đôi dép được nha. Này là bao nhiêu một đôi? 50 rồi chứ. 50 dạ. Phút đâu 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 con vô con đang để vô thử cái giỏ nó coi nó rộng được bao nhiêu phút. Được phải không? Thì nếu như em có con nè nè, nó mang vừa vô vừa xíu là nó thằng ấy nó mang vô được phải không? Mang rồi. Đâu ra con đưa vô xíu rồi. Anh con dư á. Rồi vậy như là nữa nó rộng vô là vừa con dép nó còn giãn ra nữa. Em qua chỗ cha là rồi vậy là xong. Một đôi dép nữa. Đây nè, hồi ông cũng lộ bộ theo đây nè, kéo nhau đi nè. Thank you.
Ăn gì chưa? Ăn gà rán. Ăn gà rán à? Ăn ngon không? Bây giờ còn chỗ nào bán mấy đồ nít không em? Ngã tư nãy dưới đi lên nè. Tại vì ở đây á, người ta gửi cho chỉ có 1 triệu mấy, 100 đô Úc là có 1 triệu mấy à. Rồi có bé bên Singapore, nó Thủy bên Singapore gửi 1 triệu nè. Rồi cô Phan Thanh Nhàn gửi 100 đô tiền Úc là được 1 triệu mấy nữa. Tiền Úc lại được 1 triệu rưỡi mấy chục à. Dưới đây 1 triệu nữa 2 triệu mấy à. 2 triệu mấy mà bây giờ quần mua quần này mà 300 mấy thì nó quá mắc. Quần này thì bây giờ em tính là một cái là 160 thôi. Tính cái 160 đúng không? Dạ. 160 thì họ tính 150 chẳng đi rồi lấy cho nó hai cái. Em bán vốn cho nó luôn rồi đó. Lấy hai cái cho nó đi. Lấy được cái này để cái này một tối đó. Đây thì tiền của cô Phan Thanh Nhàn gửi 100 đô Úc nè, đổi ra được 1 triệu rưỡi 70 ngàn. Rồi của em Thủy bên Singapore gửi 1 triệu. Rồi tổng cộng tiền của mấy đứa tụi nhỏ là được 2 triệu rưỡi 70 ngàn. Rồi để coi mua đồ đủ hay không. Rồi lấy cho nó hai cái quần jean đó đi. Con có lựa áo không? Hai cái áo sơ mi hả? Có áo sơ mi nào giá rẻ một chút không? Bán giá ủ nghị đi. Giúp cho mấy nhỏ này tiền của người ta cũng gửi cho tụi nó mua sắm đồ Tết thôi. Áo đẹp nè Linh. Bự. Có xe nhỏ không? Áo sơ mi có xe nhỏ không? Áo tay dài hả? Mới dài nóng lắm á. Nóng lắm. Sao con mặc áo thun cho nó đẹp. Áo thun bao nhiêu cái à? Áo sơ mi nó bự bự không à. Có áo sơ mi nè, vừa vừa nó thích áo sơ mi à. Sơ mi tay ngắn không? Sơ mi nó đòi tay dài. Sơ mi nó không có nhỏ, nó cứ bự bự. Sơ mi bự không à con ơi. Cái nào nhỏ không anh? Thun thì có nhỏ. Sập bỏ là được không? Em nói cái đó được. Này thích không? Này mặc vừa không là thử coi. Cái áo xanh này nữa nè, chắc nó vừa nè. Còn này. Dạ cũng vậy. Áo sơ mi đây 200 mấy cái hả? Dữ vậy. Áo này là nhiêu? Cái này là em vừa bán vừa tặng, cái này là em tính 150 chứ em tặng nó cái áo kia. Áo này 150 hả? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ chú bán mày cái áo này 150, chú tặng mày mấy cái áo kia. Đó. Rồi con thích cái áo này không? Thích áo này lấy lại cái áo này nữa đi. Rồi 150 với kia 320 là 470. 470. Hả? Mình ở dưới ở Chi Tôn mấy anh em ở đây nè chứ đâu. Con trả hết đi rồi còn lát nữa cộng lại con. Nãy giờ mua hết gì à? Ghi giấy đi. Đâu hả? Đâu mình đi ăn xin không à, mình vô đi ăn xin rồi có cho nó cái áo nào đâu. Cái này. Cho nó cái áo này hả? Ok chú cho mày thêm cái áo này nữa nè đó. Rồi là hai cái áo với lại hai cái quần rồi con là của con nàng Linh nè, tổng cộng 470. Hai quần jean
320 với là cái áo 350 nữa là 470. Chú viết con tờ giấy. Ghi giùm tờ giấy để lát cộng lại, mình mua đồ lung tung á, để lát nó dễ cộng ha. Viết đại viết cho con cái giấy cộng. Rồi nó coi như phần của Linh con xong nha. Rồi còn mấy đứa em con. Giờ Vĩnh bây giờ làm sao đây nè. Đó. Rồi xong lựa áo cho Vĩnh luôn. Hả? Bây giờ con không á, bây giờ mình nhắm tại vì hội chợ những kế nhà mình đang mở. Nó sale áo vô 60-70. Đồ của con Vĩnh đó để mình về Sài Gòn mình mua gửi về cho vừa qua anh em vô cho con Vĩnh. Nha. Còn đồ của tụi con á, nếu mà bây giờ ở đây tối quá không có, để bác Sen á về Sài Gòn bác Sen mua xong bác Sen gửi xuống nha, chịu không? Rồi còn con ăn gì nữa không? Thích đôi dài lắm nè. Thích đôi dài lắm hả? Cột lại gớt mất đôi dài một mang đó trời. Rồi bây giờ tối quá tranh thủ con về nha, rồi bác Sen mua xong rồi bác Sen mua đủ rồi bác Sen gửi về cho con nha. Bác Sen từ đây tới Tết bác Sen lu bu lắm, rồi có gì qua Tết bác Sen lên nha. Không. Rồi tổng cộng nãy giờ hết nhiêu rồi con? Tổng cộng rồi bố tắt clip luôn rồi bây giờ. Dài mua 600 với lại 470. Dài mua 600 với 470. 1.070.000 đúng không? Thì cái tiền kia là tiền 100 đô Úc là đổi được 1.570.000. Với kia 1 triệu nữa là bên Thủy nè. Đây. Đây là năm nữa này cô Thanh Nhàn gửi cho 100 đô Úc nè. Thì còn cái USD 100 USD, 100 đô Mỹ chứ không phải, xin lỗi nha. Cô Thanh Nhàn gửi 100 đô Mỹ là được 2.380.000 cộng với lại Thủy Singapore gửi 1 triệu là 3.380.000. Bây giờ đồ mua hết 1.070.000 rồi. Thì còn lại 2.300.000 nữa. Còn cỡ 2.300.000 nữa. Thì đi, bây giờ đi chắc có lẽ là đi về bác Sen á gửi cho con 300.000 còn chẳng 2.000.000. 300 là tụi con giữ để dành, tụi con không có đưa ai hết, để dành mấy anh em mua đồ ăn ha. Rồi chết cha, quên mua mì mua gạo cho tụi nó ăn đi, để mua mì mua gạo cộng lên luôn, để mua mì mua gạo tụi nó ăn nữa. Cảm ơn cô chú đi con. Cảm ơn cô chú đã cho con đồ đó. Bây giờ nè, cái tiền của năm đứa nhỏ này á, bây giờ tối quá rồi mình mua đồ cũng không có kịp, cho nên trong này có cô Phan Thanh Nhàn gửi 100 đô Mỹ, anh đổi ra được 2.380.000 cộng với lại em Thủy ở bên Singapore gửi 1.000.000 là 3.380.000. Mà nãy mình mua đồ hết tổng cộng cho mấy đứa nhỏ là 1.070.000. Bây giờ tính vô cái đôi dép nãy em mua sao luôn chưa? Còn đôi dép sao nãy em mua của thằng gì đó? 50.000 đó anh cho riêng đi, cho nó chẳng tiền đây đi, anh cho riêng cái đó đi, cho giờ đó là còn lại là tổng cộng là 2.300.000. Ấy à, đúng rồi, còn là 2.300.000. Cái kia 100 đô Mỹ đổi được 2.380.000 cộng thêm 1.000.000 của em Thủy bên Singapore nữa là 3.380.000. Mua đồ tổng cộng là 1.070.000 thì mình làm tròn lại còn lại 2.300.000. Anh gửi cho em 2.300.000, ngày mai bằng ngày dắt nó đi mua cái gì? Mì tôm, nước mắm, nước tương, bột ngọt, trứng vịt, gạo đang đem vô trong nhà Tết cho nó có ăn. Gạo giờ có một bao lớn là cần trong nhà nó còn cái một bao 50kg phải không? Hồi nãy mình coi là còn bao 50kg. Bây giờ nó còn thiếu mì tôm. Mua tì mì cho nó. Rồi mua trứng vịt. Rồi mua nước mắm, nước tương, cũng trao đổ gì đó. Rồi mua thêm cái gì giờ cho tụi nó để dành ăn. Còn dư là tất cả những nhiêu tiền dắt ba đứa này với anh Vĩnh đi sắm mấy bộ đồ ha, sắm quần áo hết giùm cho anh
là coi như là mình chỉ có mua quần áo đó, chứ không có tụi nó tiền. Bây nó... giờ là trước mắt là em mua quần áo cho nó trước đi. Mua quần áo còn dư nhiêu có mua đồ ăn. Mua đồ ăn cho tụi nó. Chắc dạ. Bây giờ của Linh thì có đủ rồi. Dạ chứ còn Linh thì có đủ rồi, còn bây giờ mấy đứa này có giày dép rồi. Dạ. Chỉ có thiếu quần áo. Ha, à, mua cho đứa ba bộ mấy đứa nhỏ nhỏ, nhỏ nè. Đó, em cứ mua hết cho tụi nó đi, nếu còn dư tiền thì mua thêm 10 tôm, mua cái gia vị gì mua. Dạ. Rồi xong em nhớ quay cái clip trở lại cho anh, để anh đăng lên báo cáo với chỗ cô Nhàn với lại bên Thủy luôn. Quay cái clip là khi về nhà là... Em đi mua, em cứ quay em gửi hết cho anh. Rồi, bây giờ anh đưa cho em nè, 2.3 nè. Rồi giấy số đâu vậy? Hồi nãy tụi con ăn no chưa? Ăn ngon không? 1.000.000. 2.000.000. 2.1 triệu. Ê, 2.3 triệu. Rồi em giữ, em ngày mai em giúp giùm anh mấy cái này. Rồi. À, em giúp dắt mấy đứa nhỏ này, thì em về qua thì nhà ở gần ở đây, cũng chung nhóm của Bầu Sen. Rồi giờ Sen cũng tối quá rồi, hết chỗ bán buôn đồ rồi. Giờ tranh thủ để mà quay về Cờ Đỏ. Rồi để còn công việc nữa. Cho nên để tất cả mọi chuyện để ngày mai cho bên nhóm của em Diệu Hoa ở Chi Tôn này giúp giùm cho Sen. Rồi Sen sẽ cập nhật có vấn đề mua đồ để cho quý vị thấy. Rồi bác Sen tranh thủ bác Sen đi. Giờ bác Sen chở con vô nhà. Rồi bác Sen đi trước. Rồi qua Tết bác Sen mới lên nha chưa. Nha. Còn mà nhớ nè. Còn muốn đi học ở này kia nọ về nói chuyện với ông nội với là Út á. Linh nè. Lát nữa cô Diệu Hoa sẽ ghi lại cho con á, ngày mai cô vừa qua ghi số điện thoại bác Sang lại cho con. Có cái gì thay đổi gọi cho bác Sang liền. Rồi để bác Sang sang năm là còn xin tôi con đi học. Con nhớ không? Rồi giờ kêu Vĩnh á, ngày mai không có đi đâu, để cô vừa qua dắt đi mua quần áo. Nha chưa? Phú con nhớ không con? Con muốn ăn thêm gì nữa không? Mấy? Hả? Nghỉ rồi. Nghỉ rồi hả? Không ăn nữa hả? Rồi, giỏi. Rồi thôi, đi nè. Rồi. Đi, bây giờ tất cả mình đi về. Về nha con ha, Phú ha. Rồi bác Sang chở vô nhà. Dạ. Con thích không? Dạ thích. Thích hả? Dạ. Dài đẹp quá ta. Dạ. Ý, con lo dài đó thích không? Thích. Thích hả? Đẹp không con? Đẹp. Rồi, Cẩm Tú nè. Thích không con? Đâu coi lo dạy của con đâu. Ồ này quá, ngày mai cô dì qua vô dắt đi mua thêm quần áo nữa nha. Rồi cuốn lên là đồ quần áo với giày của con đủ rồi phải không Linh? Đúng rồi. Ừ, con lấy mấy đồ quần jean của con ra cho mọi người xem đi. Rồi áo sơ mi đâu? Mấy cái quần jean? Áo sơ mi đâu? Hai cái quần jean. Rồi hai cái áo sơ mi luôn phải không? Áo này chủ tặng. Ừ. Rồi. Rồi mai cô vừa qua dắt mấy đứa gái đi mua đồ nè với anh Vĩnh. Rồi nè, mấy đứa tụi con quay qua đây nè. Giờ bác Sang nè, Cẩm Tú qua đây con. Cẩm Tú. Con ra chỗ cái bao nè. Con cầm đôi giày ra luôn. Rồi con mấy đứa nè. Cảm ơn cô bà Thanh Nhàn với là cô Thủy đi con. Nè Phú con nói trước đi con. Cảm ơn bà Thanh Nhàn, con cảm ơn cô Thủy. Ừ. Rồi, con nói đi mà hả Thủy. Thủy. Cảm ơn bà Thanh Nhàn. Nói đi con. Con không biết đâu. Con không biết hả? Nhưng con tập nói cho nó ngoan nè. Ai cho mình với cái gì mình phải biết cảm ơn nha con ấy. Nha. Yeah. Con cảm ơn cô Thủy. Con cảm ơn cô Thủy. Con cảm ơn cô Thủy. À, con cảm ơn bà Thanh Nhàn. Con cảm ơn bà Thanh Nhàn. Rồi, giỏi. Rồi nè Phú, Cẩm Tú. Nói nghe con cảm ơn cô Thủy. Con cảm ơn cô Thủy, cảm ơn bà Thanh Nhàn. Nhiều lắm. Nha. Rồi luôn. Ừ. Con đừng có nắm đó, ngày mai kêu anh Linh á vòng ra ngoài. À, Linh nhắn vô cho, tại nó bị sốt cái kia. Nè Linh nè. Dạ.
Con cảm ơn các vị mạnh thường quân đi con. Dạ, cảm ơn các vị mạnh thường quân với bà Thanh Nhàn. Cô Thủy. Cô Thủy đã giúp cho anh em tụi con có đồ Tết mà. Ừ, giỏi lắm. Dạ, cảm ơn các cô, các chú nhiều lắm. Dạ, giỏi. Rồi ngày mai cô dì qua sẽ dắt con đi mua thêm đồ nha con ha. Dạ. Rồi ngày mai nè, Thủy nè, nhớ nhắc cô dì qua mua thuốc cho con uống nha. Quá, rồi bệnh không có đi ra ngoài nắng nhiều nha. Dạ. Rồi mai ăn cái gì á, nói cô dì qua đi chợ mua luôn nha. Dạ. Rồi bác Sang về nha con Phú. Dạ. Rồi. Rồi qua Tết thì bác Sang rảnh thì bác Sang ghé nha. Dạ. Rồi giỏi. Rồi chắc con cũng chào chú, con về luôn nha chú. Dạ, rồi có gì qua Tết thì con gọi sao. Dạ. Dạ. Dạ thì chị Diệu Hoa thay mặt anh Ốc và Sang dắt mấy em đi mua sắm quần áo và thực phẩm. Giáo viên thấy cũng tội nghiệp. Ở đây là có đồ ăn mà gì cho đồ ăn có khi bán đi số mất tiền cái mất 10.000 cái ngồi đây khóc thì cho 10.000 đắp vô đi trả anh ta. Yeah. Ngồi khóc. Ừ. Tiếp tục rồi đi cô nào cho bé thấy.